Sukuna, vị vua của lời nguyền, sinh vật mạnh nhất trong Jujutsu Kaisen, tàn nhẫn, bá đạo và khát máu vẫn chưa phải là những từ ngữ có thể miêu tả được hết toàn bộ sức mạnh của hắn. Và ngày hôm nay, trong Minecraft siêu khó Jujutsu Kaisen, thì mình sẽ thử thách bản thân trở thành Sukuna, nguyên hồn và cũng như là sinh vật mạnh nhất của anime Jujutsu Kaisen này. Nhiệm vụ của mình trong vòng 100 ngày tới đây cực kỳ đơn giản, đó chính là phải trau dồi thuật thức và từ từ đánh bại từng tên chú thuật sư một và từng bước trở thành kẻ mạnh nhất ở cái thế giới này. Liệu rằng mình có thể hoàn thành thử thách và cũng như là sống sót trong 100 ngày tới đây hay không, khi mà xung quanh mình là những chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại như là Gojo Satoru hay là Geto. Các bạn hãy nhớ đón xem nhé. Nhưng mà khoan, trước khi bước vào nội dung chính, các bạn đừng quên rằng hãy bỏ ra 3 giây ấn like, subscribe giúp mình với nhá. Còn bây giờ thì let's go nào. Ngày đầu tiên thì mình đã được đặt chân đến với thế giới của Jujutsu Kaisen. Lần này thì mình sẽ trở thành Sukuna, nguyền vương, vị vua của lời nguyền, hiện tại đang là sinh vật mạnh nhất trong Jujutsu Kaisen. Mới vào game thôi thì chúng ta sẽ nhận được những món vật phẩm như sau. Thứ nhất là một cái cuốn sách để mà chúng ta có thể học được lời nguyền. Và tất nhiên rồi, mình sẽ bước chân trở thành một nguyền vương, vua của lời nguyền. Vậy nên cái chú thuật mà mình lựa chọn cũng phải là chú thuật của Sukuna. Tiếp theo ở đây chúng ta có một con bọ. Tưởng rằng con bọ này là để làm cái gì đấy nó hay ho, nhưng mà không các bạn, con bọ này cực kỳ hữu ích luôn nhỉ. Chúng ta sẽ click vào một cái vùng nào đấy và nó sẽ tạo ra một cái vùng kiểu vùng an toàn ấy, Infinity Safety, vùng an toàn vô cực luôn nhỉ. Tức là ở trong đấy chúng ta sẽ được bảo vệ vĩnh viễn hay là được cái hiệu ứng gì kháng cự nó nhiều luôn đấy. Và sau khi học được cái chú thuật xong ấy thì mình vẫn chưa thể nào mà thi triển hết tất cả những kỹ năng của nó đâu, bởi vì cái nguồn chú lực của chúng ta vẫn đang còn rất là có hạn. Ví dụ như ở đây là mình mới chỉ có 100 chú lực thôi, tức là 100 mana ấy, mà chiêu đầu tiên dùng đến tận 200 mana. Những chiêu khác cũng thế. À, có mấy chiêu này sử dụng 10 mana này. Đó, tức là một chiêu đấm bốc cũng khá là ghê. Ngay bên cạnh đấy thì mình có nhận được một cái Steve version screen, kiểu như là một cái hộp dương để mà chúng ta có thể nhận vũ khí. Ngon chưa, mới vào game thôi nhận được một thanh katana luôn này. Thanh katana này hình như là katana của thanh niên Yuta thì phải. Trông khá là bình thường, mình cũng chẳng thấy đây là một cái kiểu chú cụ đặc cấp gì cả. Đam nó cũng chỉ có 7 sức tấn công, tốc độ là 1.6, y hệt như cái kiếm kim cương hay kiếm sắt bình thường thôi. Và tiếp theo là mình có được một bộ đồng phục của bên trường chú thuật sư luôn này. Uniform normal body, tức là bộ quần áo bình thường ấy. Mặc vào thì mình cũng được tăng lên một tí giáp à, có một tí tẹo tèo tèo thôi, nhưng mà về cơ bản vẫn là hơn rồi. Cộng với đó là mình được búp thêm rất là nhiều hiệu ứng, ví dụ là tăng thêm sinh lực này, kháng cự này, sức mạnh này và khả năng nhảy nữa. Ok đấy, ổn áp đấy. Nhảy một phát hai block luôn thì phải. Nơi mà mình đang đứng có vẻ như là một cái cánh đồng hoa đấy, trông rực rỡ phết nhỉ. Nhìn có vẻ khá là vô hại đây. Rồi như thế này đến bao giờ mình mới gặp những cái con chú linh để mà mình tiêu diệt ta? Tạm thời bỏ qua mấy cái chuyện đấy thì mình nên bắt tay vào làm công cụ đã, bởi vì mình sẽ không biết được rằng mấy cái con nguyền hồn, mấy cái con chú linh chúng nó sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Biết đâu ngay khi mà mình đang chặt gỗ như này quay lưng lại một cái thì nó đã ở đằng sau thì sao? Vậy nên an toàn vẫn là trên hết, mình phải có công cụ để sau này còn thực thi công lý ăn trộm ăn cướp, à sinh tồn bảo vệ người dân đấy chứ. Đúng không heo? Bảo vệ cái vùng quê á, nghe mày nói mà tao thấy ngứa cả người ấy. Ăn trộm thì có, im mồm đi thằng xấu trai. Ờ kìa bạn, tôi đã làm gì nên tội cơ chứ. Vậy thì để tôi cho bạn xem một vài đường võ cơ bản nhé. À mày, wow, đúng là được tăng sức mạnh lên có khác chứ. Một chém là đi một con lợn ạ, ngon. Và đây tiếp tục là có cả một dòng họ nhà lợn nữa luôn này. Đây chắc hẳn là bố của con lợn ban nãy này. Mày thì bố không dạy con này chắc là mẹ của con lợn ban nãy này. Này thì mẹ không dạy con, còn đây chắc là ông cố ông nội của con lợn ban nãy còn gì nữa. Ông không dạy con. Người ta thường bảo rằng con hư tại mẹ mà cháu hư thì tại ông nội, quả không sai. Giết xong mấy con lợn kia mình còn nhận được mấy cái tấm gì đây? Mấy cái tấm này thề là mình không biết nó để tác dụng gì luôn đấy, mà lại chiếm diện tích kinh khủng đấy chứ. Nên là mình quyết định vứt bố đi. Holy shit, holy shit. Cái quần què gì kia? Ở xa xa mình thấy một con sâu bự hà bá luôn. Và con sâu này không phải là con sâu chi ăn lá đâu nha, mà nhìn nó to như thế này chắc chắn là nó ăn thịt rồi. Bà nội nó kìa, khiếp đảm chưa. Con này như là một nguyên hồn, một nguyên hồn của Geto rồi phải. Nhưng mà chắc là ông Geto ông chưa nuốt cái con nguyên hồn này vào mồm nên là vẫn để nó thả rông như thế này. Holy shit, nhìn cái miệng nó kìa. Mẹ, tưởng tượng như là chỉ một lần há ra thôi ấy, là nó có thể đớp được cả 10 thằng hai cá vào mồm luôn đấy chứ. Holy shit, hình như nó đang tiến lại đây thì phải. Ơ thật luôn à? À mày muốn chơi tao. Con này bao nhiêu máu nhỉ? Hitbox của nó nằm ở đâu ta? À đây, 80 máu. Ê, 80 máu thì mình có thể chơi được. Vô mày, come on baby. Vô vô, thịt tao đang ngon lắm đây, mày có thể lại đây và nếm thử. Nhưng mà thịt người thì tanh lắm. Thật ra thì mình cải thiện nó tí thôi chứ nó đớp mình miếng đi gần cả cây máu đấy kia. Chịu, nãy mình bốc phét đấy. Chưa gì trời cũng đã chiều tà và sắp tối đến nơi rồi, vậy nên là mình cũng phải nhanh chóng làm ngay một cái bàn chế tạo này, sau đó đặt xuống đây, tiếp tục là làm thêm một vài cái cây que, rồi làm một cái cúp gỗ đơn giản. Ok, và sau khi có cúp gỗ rồi thì mình sẽ đào xuống bên dưới lòng đất. Nhanh chóng thì mình cũng lượm một ít đá và sau đó lại chui lên khỏi mặt đất. Ơ kìa, búp khả năng nhảy cao ngoè mà không nhảy được qua hai block vậy. Vừa mới lên khỏi mặt đất thôi là mình bắt đầu thấy trời nó tối tối rồi đấy, vậy nên là mình cũng phải
phải làm ngay một cái cúp bằng đá này, sau đó là một cái rìu bằng đá. Và tất nhiên rồi, tối ngày đầu tiên thì chỉ có thể sống hèn, ngủ ở dưới mặt đất thôi, chứ biết sao giờ, còn cách nào khác đâu giờ. Sang đến ngày thứ hai thì tất nhiên việc của mình không thể nào mà thiếu, đó chính là đi trộm, tìm đến một cái ngôi làng bé bé để mà có thể mượn được những cái món đồ cần thiết. Ví dụ như ở đây, đó chính là những cái cụn rơm để mà mình có thức ăn mà bỏ vào mồm. Mà coi bộ là cái làng này nó cũng hơi bé ha, đi có từ đầu làng đến cuối làng cái hết bố. Trong này lại còn có cả mấy cái chuồng cừu đấy chứ. À nhưng mà cừu thì nó có sống ở trong chuồng đất đâu, xây nên cái chuồng nó cũng như không à. Sau đó lại còn bỏ phí mấy cái kiện rơm ở ngoài này nữa, vậy nên là mình cũng con gì cưa cả. Mẹ một con nguyền hồn bé bé. Ủa con nó đâu ấy nhở, mình vừa thấy nó bay xung quanh đây xong, mẹ nó bay nhanh thật. Ở đây con nguyền hồn đấy đây. Mình phải ngay lập tức đặt con bọ xuống để mà tạo vùng an toàn, sau đó là chơi mày luôn chứ. Con nguyền hồn này tuy là nó bé nhưng mà nó máu chó thật sự các bạn ạ. Mày à nguyền hồn mày rồi sao nữa đơ luôn rồi. Ủa khi mà những con nguyền hồn bay vào vùng an toàn của mình là nó bị như này á. Ngon mày à bưởi. Và đây từ giờ chính thức ở đây sẽ là cái ngôi nhà của mình, mặc dù là mình bị ép buộc nhưng mà biết sao rồi, có vẫn hơn không các bạn ạ. Khi mà chúng ta bước vào trong cái vùng an toàn như này này đấy thì chúng ta sẽ được búp cái độ kháng cự nó lên cao hơn, và những cái con nguyền hồn sau khi mà bước vào vùng an toàn của mình nó cũng sẽ bị vô tác dụng. Vậy là giờ mình cũng đã có thể yên tâm để mà đào thêm vài cái kiện rơm nữa rồi. Và sau khi mà có rơm xong ấy thì tất nhiên không thể thiếu người bạn thân thiết nhất của chúng ta trong mỗi cuộc sinh tồn, anh Aaron Golem. Ai thân với mày thằng dở hơi cắm lợn này, tự nhiên vô nhận vơ rồi, đừng có mà thấy sang và bắt quàng làm họ nhé. Quê lắm em ơi, quê. Kìa, chỉ mới có 2 ngày trôi qua thôi mà nỗi đau của mình đã được tăng lên gấp đôi rồi. Công nhận là mấy con người ở đây nó cứ kiểu bị tệ như thế nào ấy nhỉ. Và để trừng phạt cho cái sự tệ bạc này của họ thì tất nhiên thôi, anh đứng yên đấy, anh đừng có chạy đâu cả, anh đứng yên đấy, anh đã bị bắt hiểu chưa. Anh trèo lên đấy làm chi, ơi chết mẹ. Lỡ dùng cái chiêu xong phá mẹ đất luôn này. Không sao, mình vẫn còn những cái chiêu khác mà, ví dụ attack này mày. Mấy chiêu attack này công nhận là đam nó cũng to thật, cơ nóc bách attack này mày. Quê lắm bạn ơi, giờ ai mới là người quê à, ai mới là người nhà quê ở đây. Chán chưa, giá mà ban nãy thằng cha Aaron Golem này bảo mình là 2 cá đẹp trai, 2 cá khoai to nhất cái vũ trụ điện ảnh Marvel thì có phải là giờ đã được sống rồi không? Mà thật ra nó nói gì nó cũng chết rồi. Chủ yếu là mình lấy sắt nó chứ mình đâu quan tâm tính mạng nó đâu. Nụ cười của anh ấy dần trở nên đen tối và dần mất đi nhân tính. Sau đó là mình lại quay trở về cái nhà an toàn của mình này, và tiếp tục là đặt cái bàn chế đạo xuống, chuyển mấy cái kiện rơm này thành lúa mì, và sau đó là chế ra bánh mì để mà ăn. Ok luôn, hơn 1 stack bánh mì như đây đã quá đủ để mà mình sinh tồn 100 ngày rồi. Tiện thể thì mình cũng làm nguyên một cái cây cúp sắt để sau này có cái gì cứng cứng ấy, thì mình còn lấy ra mà đào. Ok luôn. Và sau khi mà bước ra ngoài thì mình lại gặp thêm một con nguyền hồn nữa. Mẹ sao mấy con nguyền hồn bé bé này nó phá chơi mình nhỉ. Ấy con nguyền hồn này là con nguyền hồn cá mà ông Geto dùng để mà phá cửa thì phải. Ngon. Sau khi giết nó xong thì mình nhận được thêm rất là nhiều những cái tiến trình, và cái chú lực của mình cũng đang tăng lên thì phải. Từ 200 nó đã tăng lên 250 này, 270, 205 gì đấy, cũng là một cái tín hiệu đáng mừng ấy, để mà mình có thể sử dụng thêm nhiều cái chiêu khác. Ví dụ chiêu này sao? Dismantle. Xung quanh đây tự nhiên hết nguyền hồn, vậy nên là mình sẽ thử với anh dân làng này chẳng hạn. Anh dân làng này nhìn bộ cái mặt cũng giống hệt anh Aaron Golem kia, khỏi phải nói là mình cũng biết là ông sẽ chê mình xấu trai rồi. Thế nên là Ôi trời ơi, mẹ một chém kìa. Ui, đây chính là chiêu cắt huyền thoại của Sukuna ấy, còn gì nữa. Bà nội trai nhưng mà cắt phát đi mẹ cái nhà an toàn mình rồi. Ôi, lại một con nguyền hồn nữa. Mày, lần này là một con mắt nhện, trông có vẻ gớm phết nhờ. Mày chưa biết đúng là cái loại chưa thấy quan tài chưa đổ lễ gì. Cắt mày luôn, nhìn láo. Đây đi luôn rồi. Đây, lại một con nữa kìa. Ủa, sao mấy con nguyền hồn bé bé này nó xuất hiện lắm vậy? Nó muốn ăn thịt mình hay gì ta? Đúng rồi, thịt Sukuna cũng ngon mà. Mấy cái ngón tay của Sukuna ấy là một cái nguồn chú lực vô hạn mà con nguyền hồn nào cũng muốn sở hữu. Nhưng mà mình có phải ngón tay đâu, mình là 2 cá đẹp trai mà. Vẫn chưa chết hả mày? Chưa chết, tao quất phát cho mày chết luôn. Chết mẹ, không chỉ có một con đâu nha, mà đây có vài con luôn đấy chứ. Mẹ bọn mắt nhện này lắm chứ vậy. Đây mới là mắt nhện real này, chứ còn mấy cái mắt nhện dưới hang này, mắt nhện pha ke. Ủa ban nãy cái con nguyền hồn nó bay bay đâu tất mất rồi ta. Giờ còn lại mấy con quạ. Quạ chém phát bay màu luôn. Không ngờ là cái độ nhắm bắn của mình nó cũng đỉnh cao phết đấy chứ. Ui, giờ cái nguồn chú lực của mình tăng lên 400 luôn đi kìa, thoải mái luôn. Ví dụ cái ngôi nhà này nhá, chém phát này. Ui. Ha 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 ha.
Tự nhiên mà mình cảm thấy sức mạnh tuôn trào trong người ấy nhỉ. Đâu rồi, phụ nữ đâu, trẻ em đâu, mang đến đây cho ta. Sang đến ngày thứ ba, do là cảm thấy cái món vũ khí hiện tại của mình nó đang còn khá là cùi bắp, Okosu Squad đam nó kém quá các bạn ạ. Thế nên là mình đã dành ra nguyên một ngày thứ ba để mà có thể đi xung quanh làng và sau đó tìm những cái Stepson Screen này. Đây chính là những cái hộp chứa cái chú cụ free. Biết đâu được mình có thể lượm được một cái món chú cụ kiểu đặc cấp ấy, thì đam nó còn to kinh khủng khiếp nữa, mà đánh vào những cái con nguyên hồn nó còn thấm hơn nữa. Giờ thì cái sức mạnh nguyên rủa của mình ấy, nó vẫn chưa phải gọi là sức mạnh tuyệt đối, mà vẫn đang còn khá là yếu và cũng đang rất nhiều hạn chế. Vậy nên là những cái món chú cụ này là một trợ thủ đắc lực không thể nào mà thiếu được. Mấy cái hộp này thì thường là nó sẽ xuất hiện xung quanh cái ngôi làng ấy. Các bạn cứ chịu khó chạy đi chạy lại một vài vòng ấy thì sẽ tìm thấy nó thôi. Nãy giờ là mình kiếm được một con dao này, nhưng mà con dao này đam còn kém hơn là cả cái katana hiện tại của mình đang có nữa. Cay ấy nhờ. Sau đó là mình còn có nhận được một cái gì đây? Rain up recommendation. Click chuột phải vào nó thì sẽ nhận được một cái hiệu ứng gì đấy thì phải. Nó nâng cấp giáp của mình lên các bạn ạ. Ok, như vậy cũng tạm chấp nhận. Và cuối ngày thì mình có tìm được thêm một cái hộp nữa, coi như đây sẽ là cái hộp cuối cùng mà mình sẽ lượm đi, cho dù là ra bất kỳ một món phẩm nào. Ui thật là may khi nó ra một cây Nagitana. Cây này là cây kiểu cây đại đao, à không, nói đúng hơn là cây trường đao mà Makima hay dùng ấy. Maki chứ, mình cứ nhầm Makima. Cây này tốc độ đánh nó có vẻ như là hơi chậm, nhưng mà khi chúng ta kết hợp với cây katana tốc độ đánh nó cao hơn như thế này đó, thì sẽ là bộ song kiếm hợp bích vô cùng là hoàn hảo luôn. Chỉ có những cái người phải gọi là võ thuật đỉnh cao như mình mới có thể cầm một bên đao, một bên katana như mình thôi. Và đặc biệt nha, phải đẹp trai nữa. Từ ngày 4 đến ngày 10, mình đang định chạy đi khám phá xung quanh và cũng như là tìm hiểu những cái con chú linh, chú vật các kiểu ở trên thế giới này. Nhưng mà bất ngờ thay, mình chạy lạc đến cái khu rừng trúc. Và đây mình đã gặp được kiểu như là đàn anh của mình này, Panda Curt Technical Clawlet gì đấy. Tên tiếng Anh khó đọc quá, nhưng mà dịch đơn giản thì ông này kiểu như là một cái người nộm mà có được bao phủ chú lực, chú thuật cái gì ấy, kiểu thế đấy. Và ông này cũng rất là mạnh nha, nhưng mà sao vào đây nhìn nó cứ biểu kiểu bị đần đần kiểu gì nhỉ. Ông này kiểu đẻ ra để mà những cái nhân vật khác test đam ấy các bạn, kiểu thằng Geto nó cũng test đam này, rồi thằng Yuta nó cũng test đam ông này này. Mẹ coi bộ ông này số phận hẩm mưu thật sự ạ. Và mình cũng thế thôi, mình cũng đang muốn thử test, mình cũng đang muốn test thử đam với lại ông Panda này, nên là chém thử vài đường này. Sau đó ông bắt đầu tung ra những cái món võ kìa, coi bộ cũng ghê phết ha. Có biết là ông này có thể thay đổi hình dạng không nhỉ? Đấm đâu vậy? Tôi ở đây cơ mà. Mình thì cũng chưa có sử dụng thuật thức của Sukuna nhiều, vậy nên đây là cũng là cơ hội để mà mình có thể thi triển. Mày à bứ, một nhát cắt kìa. Bà nội nó cắt sâu xuống dưới lòng đất tạo ra một cái hố nước luôn rồi. Ê, đi ra đây cho nó rộng rãi đánh nhau cho nó sướng anh ơi. Đây bạn ơi, đây có một chiêu gì sử dụng 400 chú lực này. Open. À, một chiêu phóng ra thuật thức lửa. Chiêu này để counter lại cái thằng Jogo này. Mày. Ok, đánh như thế thôi là cũng đã đủ rồi. Bây giờ mình bắt đầu chơi võ này. Không được à? Mày, Panda vừa. Panda này về cơ bản rất là yếu thôi, để mà mình test đam thì chứ có cái gì đâu. Đấy, ông cũng chỉ tung ra một vài đòn đấm về phía mình cho nó vui mà. Ngay cạnh đấy mình còn gặp được cả một cái con nguyên hồn khác nữa luôn này. Nhưng mà lần này con nguyên hồn này có vẻ hiền ha, hay là do nó đang bị mắc kẹt ở trong cái này nó không chui ra được nhỉ? Chém phát nó đi luôn. Và sau khi mà tiêu diệt Panda xong ấy, thì mình gặp lại cái con Red High Premium Big Worm này, hay còn gọi là sâu khổng lồ ấy. Con sâu khổng lồ này có chiêu tấn công cũng hay ha. Mình tưởng rằng nó sẽ há mồm ra và cắn mình chứ, nhưng mà không các bạn ạ. Nó nhổ nước miếng vào người mình này. Mày nhổ nước miếng vào người tao, mẹ cái bãi nước miếng này coi bộ là cũng gớm thật. Mày à bứ, vô. Ôi mình tưởng rằng một hit của mình là đi rồi ấy chứ, nhưng mà không, con này coi bộ là cũng khỏe đây. Chém nó một phát nhưng mà chỉ mất có 5 máu thôi, bởi vì nó có 24 giáp lận. Mày 24 giáp, mày ảo vậy cha nội. Vậy thì mình phải dùng skill thôi. Đây, dismantle, cắt xuyên không gian. Ui thốn liền, cắt phát là nó ngất xỉu lên. Mày à bứ. Ngay cạnh đấy thì mình có gặp được một bà cô đít bự này. Bà cô này mình khoái cực kỳ luôn nha, trời ban cho nhan sắc. Nhưng mà đây là cách bà sử dụng, mẹ che hết cả cái mặt luôn, đúng là cái loại chị à. Chị những 200 máu cơ à, mẹ. Và trên tay bà là một cái diều. Ui trông lực vai. Cái diều này hình như là đam to lắm đúng không, một chú cụ đặc cấp thì phải. Mình cũng thèm và cũng như là khao khát cái diều này lắm, vậy nên là biết sao giờ, chơi luôn chị ơi. Solo với em một vài đường đi. Mẹ bà này công nhận có nhiều giáp không ta? Hình như là bà này cũng sở hữu nhiều giáp lắm ấy. Bà cũng có khả năng gọi là kháng cự, bóng như là nhảy cao giống như mình này. Nên là ui mẹ đánh không có thấm thế nào cả. Nhưng mà không sao, mình có thuật thức. Còn bà này thì ít sử dụng thuật thức, bà chủ yếu là sử dụng sức mạnh vật lý hơn các bạn ạ. Mày ừ. Người ta đã bảo rồi, tôi là một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, mà trẻ không tha mà gái cũng không thương cơ mà. Vô mày. Ok luôn. Ui, mình chỉ mới học có nhiêu đây thuật thức là hết cỡ rồi à. Hiện tại mình còn chưa có thể khai mở lãnh địa nữa, nên là đánh bà này cũng khá là vất vả đây. Cờ knock back attack. Mày, ui, đánh có một tí thôi mà cái rừng trúc đã bị san phẳng luôn rồi này. Continual attack.
Ua, mẹ, mới chỉ là cuộc chiến của hai người khá là bình thường thôi. Nhưng mà mẹ, long trời lở đất phết nhờ. Vô chị ơi, vô chị ơi. Mày nên nhớ rằng chị chỉ có một cây đao nhá, còn em là hai cây đao cơ chị. Thốn. Ui dồi, mẹ, căng, sắp chết rồi. Còn một tí thôi là bá đi này. Ui mẹ, cái cây diều này công nhận là đẹp mà ngầu quá ấy. Còn to bự bự đấy chứ. Giờ nó rơi vào tay mình là hết nước chấm còn gì nữa. Ok, chị chạy đâu vậy chị? Chị mắc kẹt đằng sau đấy. Chị này chỉ biết nhảy lên và sau đó là chém vơ cua cua thôi các bạn. Chứ còn mấy cái kỹ năng khác thì chị đang kém mình xa lắm. Ai da, vẫn còn sống sau cái đòn đấy cơ à. Coi bộ là chị cũng dai sức phết ha. Bà chị đít bự, bà chị tóc che nửa mặt. Ok đi. À đây, nó đây. Ui cái diều này trong phim nó bự kiểu to bằng cả một con người luôn ấy. Nhưng mà cái diều ở trong này thì á chà, nó không được to cho lắm nhỉ. Để mình thử cầm hai tay xem nào. Đù, cũng ra gì phết đấy các bạn ạ. Nhưng mà tốc độ đánh của nó thì cũng khá là chậm. Đam của con này thì cũng thuộc tầm top đấy các bạn. 8 sức tấn công cơ mà. Vậy là ngang hàng với lại cái cây Naginata này rồi. Có điều là tốc độ đánh hơi chậm, và tốc độ đánh chậm này thì không đúng với phong cách của mình cho lắm. Và từ ngày 10 đến ngày 20 khi mà mình chạy ra cái vùng đất Bad Omen thì ở đây mình đã gặp được một thanh niên cũng rất là mạnh. Thanh niên này không biết là chú thuật sư hay là nguyên hồn nữa. Hắn ta sử dụng một cái thuật thức có tên là điều khiển máu rồi đấy. Choso. Mẹ, đầu tiên khi mà chưa gặp trên anime ấy thì mình tưởng cái thằng cha này là một ông già cơ, bởi vì trước mặt hắn kìa có nguyên một cái bộ ria mép. Nhưng mà hóa ra là đấy kiểu một kiểu trang điểm khác của hắn ạ. Trông khác là ông già không ấy chứ. Ê, thằng này trên phim cũng khá là đẹp trai đấy. Nhưng mà vào trong đây thì không thể nào mà đẹp trai bằng hai cá gaming được. Mình thì vẫn chưa có khai mở lãnh địa nên là đánh thằng này nó cũng hơi vất vả một tí. Kìa, các bạn thấy hai cái cục gì đằng sau không? Hai cái cục máu lợn. À, hai cái cục máu của nó đấy. Mày à, cục máu. Đây, mình chém có vào máu nó rồi. Sau đó mình bắt đầu tung một vài món kỹ năng giống như là món võ thuật để mà có thể áp đảo được hắn. Nhưng mà có vẻ như là thuật thức này khiến cho hắn trở nên mạnh hơn và cứng cáp hơn thì phải. Hắn liên tục bắn máu vào người của mình. Mày à bữa. Nhưng mà mình cũng đâu có chịu thua. Mình bắt đầu bắn cái đường chém siêu mạnh vào người nó. Và còn đây nữa, thuật thức phun lửa nữa. Mày à bữa. Sukuna mà nó phải khác chứ. Sukuna bình thường sử dụng tay không đấm bốc thôi nhá, là nó đã thốn rồi. Nhưng mà đây, Sukuna này còn cầm cả hai tay hai kiếm nữa. Sukuna đẳng cấp vũ trụ luôn. Mày bùm. Nổ bay màu luôn không? À đấy, chưa bay màu các bạn. Nhưng mà hắn cũng còn có một tí máu nữa. Ui, và hai cái cục máu lợn của hắn bây giờ đã nổ tung luôn rồi. Cũng gây lên người mình một tí sát thương ấy chứ. Blood Woody à, Sukunon à. Mày, còn thật thức nào tung ra hết luôn đi nào bạn ơi. Chơi hết luôn bạn ơi. Bạn ơi, một cú đấm của mình kìa. Mê, vùng đất Batman này trở thành cát bụi. Sau đó mình có nhận được một cái bộ tóc có tên là Hair Choso. Bộ tóc này thì không búp thêm giáp gì cho mình cả. Nhưng mà đội lên đầu thì mẹ sao nhìn người mình nó đấn nhỉ. Mẹ tóc tai như cái lông lờ đằng sau gáy. Từ ngày 20 đến ngày 30 thì ở đây mình đã gặp được thanh niên Megumi. Bạn thân của mình. Thì thanh niên Megumi này là con cháu của tộc Genin, sử dụng một thuật thức cũng rất là mạnh, thuật thức triệu hồi những cái con thức thần. Thì những cái con thức thần thì sức mạnh của nó cũng na ná như là chỉ ta những cái con nguyền hồn, nhưng mà thức thần thì nó có thể hồi sinh lại và đánh nhau với mình nữa cơ. Mới chạm nhẹ một tí thôi mà mẹ Megumi triệu hồi ra cái con quạ mẹ nó bay lại nó mổ mình các kiểu cơ. Không biết đây là con quạ hay là con đại bàng hay là con cú hay diều hâu gì đấy ta, mà nhìn nó cũng bự thật. Con này thì có thể phóng ra những cái luồng sét rất là mạnh luôn. Đấy, hắn vừa nhảy lên sau đó là mổ mình một cái kìa. Rồi nha mày, Megumi, đấy là người ép tao nha. Thanh niên Megumi này cũng có 170 máu thôi. Holy shit, cả con ca đuối nào ở đâu ra đây? Ủa, con ca đuối này có phải là thức thần của nó đâu ta? Mẹ ảo rồi đấy. 12 giáp trên người làm cho Megumi cũng rất là cứng cáp đây. Thì còn sao, mình có cái này nè. Open the door. Mày FBI đấy, đừng có đùa. Megumi, holy shit. Mẹ nó chịu hồi ra cả nguyên con voi chửi mình kìa. Khó đây. Mình vừa phải chiến đấu với Megumi, lại còn phải vừa chiến đấu với cả những con thức thần mà Megumi tạo ra. Mẹ, những cái người bình thường mà sử dụng thuật thức triệu hồi ấy thì thường là khả năng cận chiến của họ rất là kém. Nhưng mà đây khác các bạn ạ. Megumi đã trau dồi thuật thức của mình, làm cho mẹ khả năng cận chiến của hắn ta cũng rất là mạnh. Đấy, mình phải chém mãi. Tại vì sao mà mình lại phải tiêu diệt Megumi? Đơn giản thôi, bởi vì Megumi cũng là một vật chứa hoàn hảo của Sukuna, nhưng mà không mạnh mẽ bằng Itadori. Itadori thì có thể lấy lại cái ý thức và cũng như là cân bằng giữa ý thức của anh ta và Sukuna. Nhưng mà còn Megumi thì không các bạn ạ. Kiểu sau khi mà Sukuna xâm chiếm được Megumi xong ấy, là coi như là Megumi ngọt của tỏi luôn. Phần linh hồn của Megumi biến mất và chỉ còn lại Sukuna mà thôi. Vậy nên là mình phải tiêu diệt Megumi để mà có thể mạnh hơn và khủng khiếp hơn. Mày này, cả thức thần này, cả Megumi đi luôn này. Đâu, còn con thức thần nào nữa? Holy shit, Megumi này có thể khai mở lãnh địa các bạn ạ. Holy shit, ở trong lãnh địa này thì mình sẽ bị chậm đi rất là nhiều luôn. Và dường như là không thể di chuyển, chỉ có thể đấu tay đôi mà thôi. Ok, attack. Knockback attack. Mày,
chết mẹ, giờ làm sao để có thể đánh bại Megumi ra khỏi lãnh địa thế ta? Mà cái con voi này mẹ nó che hết cả tầm nhìn mình rồi. Holy shit, hai con voi và cái gì đang chói chân mình kia? Mẹ, hình như là những con chó sói thì phải. Holy shit, nào, nào bạn ơi. Cút cút ra bạn ơi. Một rồi, lãnh địa của Megumi đã rời khỏi. Và bây giờ Megumi chỉ còn một tí máu thôi. Ok, dismantle. Mày, Megumi à mày, ăn một chém của mình vẫn còn sống tốt. Thế thì đây, dismantle lần hai này. Ngủ nhá. À đây, ngủ rồi, ngủ rồi. Sau khi mà tiêu diệt Megumi xong ấy thì mình nhận được thêm một bộ quần áo nữa. Còn lành nguyên si luôn này. Holy shit, coi bộ là cũng được phết đấy. Tưởng rằng mình có thể an toàn để mà rời khỏi cái chỗ này chứ. Nhưng mà không các bạn ạ. Mẹ, thức thần mạnh nhất của Megumi bắt đầu chịu hồi ra này. Maho Naga. Mẹ, con thức thần mạnh đến nỗi ấy mà không có một chú thuật sư nào có thể thanh tẩy được. Ý, con này sau khi mà vào tay của Sukuna nó còn bá đạo hơn nữa. Càng đấy, càng đấy, càng đấy. Ê mẹ, xung quanh đây lại có thêm cả mấy con nguyên hồn cùi bắp. Nó lại nó yểm trợ cho cả Maho Naga ta. Holy shit. Ui, Maho Naga sở hữu đến 500 máu nhưng mà chỉ có 10 giáp thôi, tức là mỏng hơn Megumi rất là nhiều. Mày, ok ok, tới lúc rồi, tới lúc phải chơi tất tay rồi. Ok, sao mình chém nãy giờ không thấm một tí máu nào của Maho Naga ấy? Ui, hắn có sở hữu khả năng kháng cự mạnh vai cả đái luôn. Mình chém chỉ mất có 5 máu. À đâu, hắn có khả năng hồi máu các bạn ạ. Bảo sao chứ? Retip này, mày chém mày. Đâu nào? Khai mở thuật thức lửa. Rồi nha, chém này thấm ở đây. Bắt đầu thấm vào đây. Ui chết, mình vẫn chưa thể nào mà có khai mở lãnh địa ta. Giá như mà bây giờ có khai mở lãnh địa ấy thì thức thần Maho Naga sẽ bị giảm sức mạnh đi rất là nhiều. Ok, nhưng mà sao? Hắn hồi máu kinh khủng khiếp luôn đấy các bạn ạ. Mày hồi máu đi. Hồi máu đi. Mày hồi máu này. Hồi máu thì mình chỉ cần tăng đam là hắn không thể hồi máu được rồi. Mày hồi máu. Ui, một chưởng đi luôn. Mày toang như con. À đâu, nó vẫn chưa đi à? Này thì Maho Naga này. Ok, sau khi mà tiêu diệt xong Maho Naga mình không nhận được kiếm hay là bất kỳ món vật phẩm nào của Maho Naga ta. Tiếc ghê á. Và từ ngày 30 đến ngày 40, sau khi mà chạy đến một cái vùng đất đá sỏi các kiểu thì ở đây mình đã gặp được Fushiguro Toji. Mẹ, thằng cha này nắm giữ thiên dữ chú phược và cũng là cha của Megumi đấy các bạn ạ. Mạnh lắm, mạnh lắm. Thiên dữ chú phược ấy thì sẽ có hai loại. Một loại là lấy đi tất cả sức mạnh thể chất của người sở hữu và ban phát cho họ nguồn chú lực vô hạn, thậm chí còn có thể bao phủ được cả Nhật Bản. Và loại thứ hai đó chính là lấy đi tất cả nguồn chú lực của họ nhưng mà bù lại sức mạnh thể chất của họ được búp lên như là siêu nhân luôn. Ví dụ như thằng cha Fushiguro Toji này, mẹ, tất cả những cái giác quan rồi sức mạnh thể chất các kiểu hắn đều được búp lên một cách khủng khiếp, khiến cho hắn không khác nào một siêu nhân ở ngoài đời thường cả. Và bây giờ sau khi mà đối mặt với hắn thì mình đúng kiểu tay gà mờ đấu với lại một dân chuyên pro luôn đấy. Hắn bắt đầu lấy ra kiểu như là cả một cái kho vũ khí đều nằm trong người hắn luôn đấy. Nào là Du Vân Côn này, rồi Thiết Toái Nha này, rồi cả Thiên Nghịch Mâu nữa. Mẹ, từ nãy giờ hắn đổi đi đổi lại mẹ, cả đống cái skill, cả đống vũ khí luôn. Ui, thanh niên này đâu đó khoảng tầm 500 máu và có 24 giáp hả mày. Ui, hắn né được cả chiêu tấn công của mình luôn mà. Knockback attack. Mày, Condition Attack. Ok ok luôn, vẫn được, mình vẫn chơi được. Dismantle. Holy shit, chiêu này chém mình bị chụt rồi. Mình vẫn có thể chịu hồi những chiêu khác cơ mà. Mày, vô mày. Tiếp tục sử dụng Dismantle thì mình có thể vừa gia tăng khoảng cách, lại vừa chém gây sát thương rất là lớn. Ấy, nhưng mà mình chém phát hắn rơi xuống cái hố luôn này. Mày, rơi xuống hố thì không sao, rơi xuống hố mày đỡ chạy hơn thôi chứ có gì đâu. Ai da, mẹ, thanh niên này chém ác thật sự luôn ạ. Chém mà nát hết cả gạch cả đá luôn kìa. Ok, chơi tất tay luôn này. Này à mày, bắn lửa kiểu vô đồ. Ghê chưa đồ. Ní, sao vậy ní? Chơi ní. Cờ knockback attack. Và mấy cái món vũ khí khác còn lại của Toji ấy cũng mạnh không kém đâu nha. Ví dụ như là Thiết Toái Nha này, đam cũng to kỳ luôn đấy. Và đặc biệt đấy là Du Vân Côn, cái món vũ khí phải gọi là đam vật lý to nhất cả bộ chị luôn. Mày, mình đã phải cố gắng hết sức vận dụng hết tất cả những kỹ năng và cũng như là những cái gì mình đã từng học được để mà đấu chọi lại với thanh niên này. Thanh niên kiểu thần vật lý, 100% vật lý luôn. Cái này gọi là đấu sĩ đấu với lại pháp sư đấy các bạn ạ. Nó sẽ xảy ra như này đây. Mày đúng là trận chiến long trời lở đất mà. Ui shit, các bạn có thể nghe được những cái tiếng choảng nhau cheng cheng mà mình va đập vào. Ui shit, mẹ sao bị kẹt dưới đống nước này ấy, kẹt dưới đống nước này ấy. Mày à bự, Toji à bự. Đấy, Du Vân Côn đấy các bạn. Ý, mình rất là muốn đánh bại thanh niên này để lấy được cái Du Vân Côn. Mình khoái cái Du Vân Côn cực kỳ luôn. Ngầu kinh khủng. Mà sao, còn lại bao nhiêu máu? Ô đù, tưởng rằng hắn bay màu chứ nhưng không. Vẫn còn xanh mà trâu lắm. Về luôn, một chiêu dismantle là đi này. Dismantle, hắn nhảy lên né chiêu của mình kìa. Ảo thật. Mày, trâu đánh lâu cũng chết. Mày trâu đánh lâu cũng chết. Đấy, tao sẽ kết liễu người bằng chiêu này. Open. Đi. Ở kia không đi à? Căng nhé, trâu ấy.
né kìa, ô né mà đạp kìa. Mày né đi đi. Nhơn, u đây rồi, đây rồi. Mình nhận được cây thiết toái nha này. Ngon, đây lim. Giờ có thiết toái nha trong tay thì đây, 10 sức tấn công luôn nha, mẹ đừng có đùa. Mẹ cầm cái thiết toái nha trong tay, mẹ nhìn mình lực quá hay cả đạn các bạn ạ. Nếu mà bạn nào mà xem Inuyasha ấy thì sẽ biết cái thiết toái nha mẹ kiếm được làm từ răng nanh của một con quái vật, mẹ nó phải khác biệt hẳn. Từ ngày 40 đến ngày 50 thì ở đây mình đã có gặp được thanh niên Geto đấy các bạn ạ. Mẹ thanh niên Geto, một trong những nhân vật phải gọi là mạnh nhất bộ phim. Nhưng mà đây lúc này nó đã trở thành thằng cha mà ăn não vậy ta. Ê, có vẻ là vẫn chưa các bạn, vẫn đang là Geto. Ui mà Geto này lạ lắm các bạn ạ. Mẹ Geto này sở hữu một cái cây du vân côn trông bá đạo lắm các bạn ơi. Hắn liên tục triệu hồi ra những cái con nguyên hồn để mà đấu chọi lại với mình kìa. Ui shit, bằng sao mấy con nguyên hồn này toàn mấy con rẻ rách không mà triệu hồi ra con nào là mình chém tơi bời con đấy luôn. Ui shit, ui shit, ôi mẹ mấy con nguyên hồn này mẹ bự ê khiếp ê. Mình chưa bao giờ gặp mấy con nguyên hồn này trong cái thời khắc nào luôn đấy. Mẹ kiểu như độc quyền giữa Geto này có đấy các bạn ạ. Mẹ nó kiểu ui cả con bạch tuộc đâu ra ấy, khiếp ê. Ui Geto liên tục tung du vân côn và choảng về phía mình kìa. Ác 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 ác, được rồi, dismantle. Một chém là sai đấm, hai chém là đấm sai mày ừ. Ui chém có một tí thôi mà Geto cũng chỉ còn lại có nửa máu. Đây 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 đây, Geto mau triệu hồi ra con nguyên hồn mà phải gọi là mạnh nhất của ngươi ra đây xem nào. Để ta còn chơi đùa tình cảm nào. Chứ dăm ba con này đâu có tuổi. À ghê. Được rồi, ta đã sử dụng cái thuật thức này, học cái thuật thức này chỉ để chơi cái khoảnh khắc này thôi, là để chơi cho ngươi đấy. Khai mở lãnh địa. Yo Tenkai, mày đâu đâu đâu, nguyên hồn nào đâu, ra hết đây, ra hết đây. Ui sau khi mà triệu hồi cái ngôi đền chết chóc của mình ra kìa, mẹ Geto ngỏm luôn, không sống nổi luôn, sao mà có cửa được. Mẹ khai mở lãnh địa của mình, nó phải gọi là vô đối. Tưởng rằng mình sẽ yên ấm mà có thể rời khỏi cái vùng đất này chứ, nhưng mà không các bạn ạ. Ở đây mình đã gặp được thanh niên có tên là Hanami. Mẹ thằng cha Hanami này ảo thật sự đấy, mạnh vai cả trưởng luôn đấy. Nó không giống như là Hanami mình đã từng gặp trong những cái bản mod trước đây, mà Hanami này kiểu như là độc quyền lần này luôn á. Ui mẹ nó đấm kìa, đấm mình kìa, thốn vãi cả đạn luôn. Hanami này đã bị Gojo Satoru gọi là thanh tẩy rồi, nhưng mà ở đây kìa mẹ lực ghê, nó đấm phát nào chửi mình phát nào, kiểu như thốn phát đấy luôn đấy. Ui shit, ui có những cái skill vô cùng là mới lạ luôn, ví dụ như là skill triệu hồi cây này, sau đó là hấp thụ cây các kiểu luôn này. Mày hấp thụ cây à mày, khai mở lãnh đi ạ. Mày hấp thụ đấy đi, hấp thụ đấy đi mày. Ui mẹ chém có vẻ như là không thấm nhở, chém phát nào phát đấy. Hanami chỉ mất có một máu thôi, nhưng mà rồi châu đánh lâu nó cũng chết bạn ơi. Attack mày, mày ăn chém mày, knockback attack mày đi. Ôi chém ai đây rồi, mình phải dụ cho Hanami vào trong cái tầm phạm vi hoạt động của cái lãnh địa của mình cơ. Mày đi đây, condition attack. Ui sau khi mà hứng chọn nguyên một đợt gọi là khai mở lãnh địa của mình thì Hanami chỉ mất có nửa máu thôi. Ui shit mẹ khiếp ê. Dismantle mày, ai da mày nữa không. Ui vẫn bắt đầu triệu hồi ra mấy cây kìa. Mẹ mà mấy cây này ảo lắm nha, mấy cây gỗ này nó liên tục nhắm vào người mình luôn đấy. Khó chịu nào. Sau khi mà hồi lại khai mở lãnh địa thì mình lại tiếp tục triệu hồi ra tiếp. Lần này Hanami chỉ có tang thôi. Bà nội cha nó, Hanami này lực vai cả đạn luôn. Mẹ cứ tung những cú đấm xong giáng xuống người mình kìa, đấm kìa mẹ thốn vai cả đạn luôn ạ. Mày châu đánh lâu cũng chết. Ui giờ mình mới để ý đấy, là sau khi mà mình khai mở lãnh địa xong ấy là mình được búp thêm rất là nhiều máu luôn, kiểu như là được ăn táo vàng vào ấy. Yo. Ui chém cho Hanami đứng yên luôn mà. Yo mày. Còn nữa không? Continual attack này. Dismantle. Nào, hồi lại đi. Bà nội cha nó cooldown lâu dữ vậy. Đây rồi, chết rồi. Hanami chết rồi. Đi. Mẹ con nguyên hồn này mẹ khỏe vãi. Đúng không hổ danh là một trong bốn con nguyên hồn mạnh nhất mà. Và từ ngày 50 đến ngày 90 thì mình vẫn tiếp tục đi cày cấp, giống như là đi farm những con nguyên hồn thôi. Có điều là lần này nó cũng chả có gì khác biệt cả. Nhưng mà đến đây. Đến ngày thứ 90 ấy là mình có gặp được nữ hoàng của lời nguyền, Rika. Lần này Rika cũng khác lắm các bạn ạ. Mẹ Rika trông bự hơn, lực hơn, và cái cánh tay của nó kìa. Kiểu như là vung một cú đấm thôi ấy, là mình muốn ná thở luôn đấy các bạn. Mày Rika, nhưng mà Rika này khá là yếu nhở. Hình như là Rika này chưa được thức tỉnh thì phải, nên là vẫn còn khá là yếu. Mày chém phát nào là đi phát đấy, vào 15 máu luôn. Rika này sở hữu đến tận 30 giáp cơ các bạn. Ghê. 30 giáp hả mày. Chưa cần dùng đến khai mở lãnh địa là cũng đang ngỏm củ tỏi luôn rồi ấy chứ. Dismantle. Một chém đi chưa? Mày đi chưa? Còn không chịu mà thức tỉnh đi. Rồi xong luôn. Chưa kịp thức tỉnh là mình chém chết bà rồi. Và 10 ngày cuối cùng, đối thủ của mình cũng đã xuất hiện rồi. Chú thật sự mạnh nhất thời hiện đại, Gojo Santoru. Mẹ nhìn quả tóc này, trông uy tín chưa, trông chất lượng chưa. Mà không hiểu sao mẹ gặp đúng Sukuna mẹ. Giờ mình đã trở thành một thế lực gì đấy, trông mạnh mà ngầu quá hết cả đạn rồi. Nhưng mà vẫn không ý kiến gì nhở. Ấy chết cha,
Ở đây mình gặp được hẳn hai Gojo Satoru luôn này. Ảo thật sự luôn ạ. Giờ không biết đánh Gojo Satoru nào đây ta. Thanh niên này là 850 máu này. Còn thanh niên này là bao nhiêu đây? 700 máu này. Ê, vậy là biết thằng nào dễ đánh hơn rồi còn gì nữa. Luôn cái thằng này đấy bạn ơi. Quất luôn. Thanh niên Gojo Satoru này đã đang vận dụng cái thuật thức vô hạ hạn đấy. Nên là mình không chém được này. Được rồi, ok. Thế giờ không biết là cái cây thiên nghịch mâu này có chém trúng được người hắn không ta? Mẹ sau khi chém nhẹ cái kìa, ui em bắt đầu sử dụng thuật thức vô hạ hạn và đẩy mình ra xa vãi cả đạn luôn. Ok luôn. Còn gì tung hết ra bạn ơi. Đúng là thiên nghịch mâu khác. Đẩy tiếp tục mình kìa. Mẹ đẩy ác. Đây shit, đúng là phản chuyển chú thực. Mày phản chuyển chú thật hả mày? Mày nữa không? Ok. Dismantle. Mày. Cái gì á? Mẹ tạo một cái hố kìa, sâu không thấy đáy luôn. Ác. Lại còn bắt đầu sử dụng võ đấy với mình nữa chứ. Ghê. Ui đẩy một phát kìa. Mẹ ông kiểu như là mình xuống 7-8 tầng địa ngục luôn đấy. Ui mẹ kiểu như đây là một cái hố đen đẩy mình kìa. Mà bây giờ mình mới nhận ra được là cái gì mà đã đẩy mình ác như thế. Hóa ra là một quả cầu phản chuyển chú thật các thứ kìa. Mày ác, mày ghê, ok. Mày ác, mày ghê. Ui, hắn vừa vận lên một cái chiều ở đấy có màu đỏ kìa. Mình thì cũng không nhớ rõ tên những cái thuật thức của Gojo Satoru cho lắm. Chỉ nhớ cái thuật thức của hắn ta là vô hạ hạn thôi. Mày, chết mẹ rồi. Tránh, quả này phải tránh. Ui kìa, tạo quả hố sâu kìa. Đến từng bedrock luôn mà. Cắn, mày cắn. Ăn cú này mày. Chết rồi, những cái thuật thức của mình có vẻ như là không vào đam các bạn ạ. Không vào đam. Chỉ có thiên nghịch mô này mới chém được chúng người hắn thôi. Mẹ sau đó hắn còn tung ra những cái thế võ kìa. Ui mẹ ảo ghê. Rồi xong đánh xuống tận bedrock luôn rồi. Còn gì chăn chối nữa không bạn ơi? Khai mở lãnh đi ạ. Mày chém mày. Đâu rồi. Tôi đang ở đâu này? Gojo Satoru khai mở lãnh đi hay sao ấy? What the fuck? À đâu, mình đang ở trong ngôi đền mình nãy giờ mà. Rồi nha. Gojo Satoru mẹ chém mình hơi thốn rồi nha. Nào, chúng ta cùng chơi lại bạn ơi. Ây à, xuống tầng bedrock này. Còn gì chăn chối nữa đâu cơ chứ. Mày cứ đẩy mình ra xa khó chịu thực sự luôn đấy. Ôi xong lại còn cuốn mình các kiểu nữa kia kìa. Mày không biết giờ tao là Sukuna hai cá ở mày. Khai mở lãnh địa. Yo Tenkai. Chết rồi. Ui mẹ khai mở lãnh địa ở mình. Không thấm lấy một tí máu nào của Gojo Satoru đấy. Bù lại lại càng kích thích hắn hơn. Lại càng khiến hắn hung hăng. Mẹ dùng nhiều chiêu mẹ ác độc hơn. Ghê. Này các bạn nhìn xem, máu không tụt một phát nào luôn. Nhưng mà giờ nhá, mình chỉ cần cầm thiên nghịch mâu này chém một phát. Mày ngõm mày đi.